Toyota Rush, siêu phẩm gầm cao giá thấp. Đây là dòng xe thuộc phân khúc SUV 7 chỗ giá rẻ, khá nổi bật trên thị trường hiện nay. Dòng xe này hiện tại đang có sức cạnh tranh khá mạnh mẽ với sản phẩm của Mitsubishi Xpander và mang về cho thương hiệu Toyota một mức doanh số không nhỏ. Như vậy, điều gì đã làm nên sức hút đó? Trước hết, về cái nhìn đầu tiên, theo quan điểm cá nhân của tôi thì tôi thấy nó đẹp, vừa mắt, trẻ trung và hiện đại. Toyota Rush có kích thước tổng thể lần lượt là chiều dài là 4m435, chiều rộng là 1m695, chiều cao là 1m705. Đây là kích thước lý tưởng cho một chiếc xe 7 chỗ thuộc phân khúc SUV đô thị. Cùng với đó là khoảng sáng gầm xe 220mm. Điều này giúp cho Toyota Rush có thể băng qua những đoạn đường ngập nước và có được một khả năng vận hành tối ưu nhất. Về hệ thống chiếu sáng cũng được đánh giá khá cao trong phân khúc. Cụ thể dòng xe này đang được trang bị hệ thống đèn pha ứng dụng công nghệ LED vô cùng tối ưu. Đi kèm với đó còn có chức năng tự động điều khiển giúp cho người lái có một tầm quan sát tốt nhất. Về khả năng vận hành, Toyota Rush sử dụng khối động cơ xăng 1.5 lít, 4 xi lanh. Động cơ này có thể sản sinh mức công suất tối đa đạt 103 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt mức 134. Dòng xe này lựa chọn cho mình hộp số tự động 4 cấp, nhận toàn bộ sức mạnh truyền thống dẫn động cầu sau. Có thể thấy, động cơ của Toyota Rush khá tốt đảm bảo cho việc vận hành ổn định và linh hoạt của dòng xe này. Về mức tiêu hao nhiên liệu, tính trên 100km, thì mức tiêu hao nhiên liệu lần lượt là nếu chạy kết hợp là 6,7 lít, khu vực trong đô thị là 8,2 lít, ngoài đô thị là 5,8 lít. Có thể thấy đây cũng chính là một mức tiết kiệm khá tối ưu của dòng xe này. Về tiện nghi, mặc dù có mức giá bán khá rẻ, tuy nhiên bên trong xe vẫn được trang bị hệ thống điều hòa tự động. Đi kèm đó là các cửa gió các hàng ghế sau, giúp cho bạn luôn cảm nhận được sự thư giãn, mát mẻ nhất bên trong chiếc xe của mình. Ngoài ra, để phục vụ cho nhu cầu giải trí của người dùng, dòng xe này được trang bị thêm màn hình cảm ứng 7 inch, đầu DVD, chức năng kết nối với nhiều tiện ích khác nhau như Bluetooth, AOS, HDMI. Ngoài ra, dàn âm thanh 8 loa cũng giúp cho khách hàng có được những trải nghiệm âm thanh chân thật và hoàn hảo nhất. Toyota Rush được trang bị vô lăng 3 chấu, mộc da, mạ kim loại và tích hợp nhiều nút bấm đa chức năng. Về tính năng an toàn, Toyota Rush được trang bị tới 6 túi khí, hệ thống chống bó kính phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử. Ngoài ra, dòng xe còn có camera lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành nhanh dốc, kiểm soát lực kéo, ổn định thân xe. Những trang bị an toàn của Toyota Rush được đánh giá khá cao bởi nó giúp cho khách hàng an tâm hơn khi điều khiển dòng xe này và đồng thời cũng giúp cho chiếc xe vận hành ổn định hơn và linh hoạt hơn. Với những tính năng và tiện ích như vậy, bạn đã thực sự bị thu hút chưa? Chắc chưa đâu. Còn coi giá của nó như thế nào nữa? Toyota Rush được nhập khẩu từ Indonesia và phân phối tại Việt Nam với mức giá 668 triệu đồng. Sau đây tôi sẽ tính cho các bạn xem thử giá lăn bánh tầm bao nhiêu nhé. Giá xe niêm yết là 668 triệu đồng, lệ phí trước bạ được tạm tính là 10%, tương đương 66 triệu 800. Phí biển số xe được tính từ ngày 17 tháng 10 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, ở các tỉnh thành khác là 1 triệu đồng. Phí kiểm định lưu hành 340.000, phí sử dụng đường bộ 1.560.000, bảo hiểm trách nhiệm dân sự 943.400. Như vậy, giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 757.643.400 đồng. Ở các tỉnh thành khác, giá lăn bánh là 738.643.400 đồng. Tại Toyota thành, Toyota Rush được bán như thế nào? Nhiều ưu đãi bất ngờ, nhiều quà tặng chỉ dành cho khách hàng đặt xe trong tháng. Toyota thành tặng cho các bạn 1 năm bảo hiểm bật đất thân xe, hỗ trợ miễn phí hoàn toàn dịch vụ đóng thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm. Bạn sẽ được nhận ngay gói bảo hành xe 3 năm và 100.000 cây, hỗ trợ giao xe tận nhà cho khách hàng, kể cả những khách hàng ở tỉnh xa. Các bạn có muốn biết thêm khuyến mãi không? Hãy nhắc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi nhé. Bán trả góp Toyota Rush, hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất ưu đãi chỉ từ 0.3% một tháng. Thủ tục nhanh chóng đơn giản, chỉ từ 205 triệu quý khách hàng có thể nhanh tay lấy xe về nhà. Số tiền góp hàng tháng trung bình từ 8 đến 10 triệu. Xong rồi, nếu các bạn có bất cứ thông tin nào cần tư vấn thêm xin đừng ngại hãy liên hệ với chúng tôi, sẵn lòng tư vấn 24/7. Số hotline 906 621 629. Điều quen thuộc và đừng quên nhé, hãy like và đăng ký theo dõi kênh để nhận thêm nhiều thông tin về xe nữa nhé. Xin cảm ơn.